Theo Liên Hiệp Quốc, thuật ngữ lao động trẻ được dùng để chỉ những người ở độ tuổi vừa kết thúc giáo dục bắt buộc và bắt đầu tham gia vào thị trường lao động. Do vậy, lao động trẻ được hiểu là những người ở lứa tuổi từ 15 đến 24 tuổi. Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tại nhiều quốc gia trên thế giới, lao động trẻ có tỷ lệ tai nạn lao động cao hơn rất nhiều so với nhóm lao động lớn tuổi. Theo báo cáo của ILO, phân tích tỷ lệ chấn thương nghề nghiệp của lao động trẻ ở Việt Nam năm 2017 cho thấy, lao động trẻ có tỷ lệ chấn thương nghề nghiệp hay tai nạn lao động cao hơn các nhóm khác là 25%. Lao động trẻ là nam giới có tỷ lệ chấn thương nghề nghiệp cao gấp 4 lần so với lao động trẻ là nữ giới. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó nguyên nhân căn bản nhất là do ở lứa tuổi từ 15 đến 24, người lao động trẻ đa phần thiếu kiến thức và kinh nghiệm làm việc an toàn. Đồng thời, đây lại là lứa tuổi vẫn đang trong quá trình phát triển về thể chất, tâm lý, cảm xúc. Một bộ phận không nhỏ người lao động chưa có đủ nhận thức về tầm quan trọng của an toàn lao động đối với tính mạng và sức khỏe của mình. Đây là những nguyên nhân căn bản khiến không ít lao động trẻ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới phải đối mặt với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Những phân tích cho thấy, để ngăn ngừa tình trạng này thì nâng cao nhận thức và kỹ năng làm việc an toàn cho lực lượng lao động trẻ đóng vai trò quan trọng và là một trong những giải pháp cần được đẩy mạnh thường xuyên, liên tục. Thưa quý vị các bạn, lao động trẻ là nguồn lao động chính của đất nước. Tuy nhiên, có một thực tế là nguồn lao động này lại có nguy cơ cao trong việc mắc những tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có một nguyên nhân căn bản, đấy chính là những đối tượng thuộc nhóm đối tượng lao động trẻ thiếu kiến thức và ý thức về việc đảm bảo an toàn trong lao động. Chương trình An sinh xã hội ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này và chuyên gia sẽ đưa ra những giải pháp để giúp quý vị và các bạn nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn lao động đối với nhóm đối tượng lao động trẻ. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Xin được cảm ơn ông vì sự xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và có một điều mà tôi vô cùng băn khoăn, đấy chính là có rất nhiều những nhận xét cũng như là trong cái phóng sự mà chúng ta vừa được theo dõi thì có đề cập đến việc là một trong những nguyên nhân khiến cho nhóm đối tượng lao động trẻ dễ bị nguy cơ tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp do cái nhận thức cũng như là cái ý thức của họ kém trong cái vấn đề này. Vậy thì ông nghĩ như thế nào về cái đánh giá đấy? Chúng ta có thể thấy là lao động trẻ hiện nay đang chiếm hơn 15% tổng số lực lượng lao động chung của cả nước, và có thể nói là lao động trẻ đang phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn lao động, nguy cơ tai nạn lao động cao hơn đến 40% so với các đối tượng lao động khác. Tại sao chúng ta lại để xảy ra tình trạng như vậy? Có thể nói là lao động trẻ là cái lực lượng lao động mới bắt đầu bước vào môi trường làm việc. Đó là cái đối tượng lao động kỹ năng làm việc nói chung cũng như là các cái thông tin kiến thức về an toàn thì đang còn hạn chế. Dù rằng là trước khi vào làm việc thì mọi đối tượng lao động đều phải được huấn luyện, được thông tin. Nhưng mà hiện nay rõ ràng cái lực lượng lao động trẻ của chúng ta thì đang có một cái nguy cơ lớn hơn rất nhiều so với các lực lượng lao động khác. Về cái mặt ý thức chấp hành cũng như là cái nhận thức, lao động trẻ có một cái độ nhiệt huyết làm công việc rất cao và muốn thể hiện mình, nên có những lúc là quên đi quy trình, những cái nội quy hay những là cái cảnh báo về an toàn. Đó là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là lao động trẻ đang phải đối mặt. Hiện nay thì chúng ta có những biện pháp gì để có thể giúp những người trẻ nâng cao được nhận thức cũng như là kiến thức trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh trong lao động? Về mặt pháp luật thì đã quy định rất rõ là tất cả các đối tượng lao động, đặc biệt là những người mới vào làm việc hoặc chuyển vị trí làm việc, chuyển môi trường làm việc hay là thay đổi bất kỳ một vật liệu, cái nguyên liệu nào mà tăng thêm những cái mối nguy, những cái rủi ro mất an toàn cho người lao động thì đều phải có những cái thông tin và hướng dẫn về cái quy trình làm việc. Do đó mà cái công tác thông tin và huấn luyện đó là những cái giải pháp luôn luôn là cần phải được đặt lên hàng đầu. Và hiện nay ấy thì không chỉ là vào doanh nghiệp thì chúng ta mới huấn luyện an toàn, mà ngay trong cái quy định của luật việc làm thì các cái kỹ năng nghề, một trong ba cái yếu tố để đánh giá kỹ năng nghề, trong đó là có một cái kỹ năng về kiến thức về an toàn.
lao động. Và trong các trường nghề hiện nay, các cái chương trình và nội dung đào tạo thì cũng đã đưa các nội dung đào tạo an toàn lao động đối với từng cái nghề công việc. Và cái chương trình đó thì đã được thiết kế và thúc đẩy từ những năm 2006 khi chúng ta bắt đầu thực hiện các cái chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động. Và đến nay thì cơ bản các cái ngành nghề của chúng ta thì đều đã có những cái giáo trình do Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với các đơn vị để biên soạn và xuất bản. Và đặc biệt nữa thì hiện nay với hơn 400 cái đơn vị dịch vụ huấn luyện an toàn và gần 10.000 cái giảng viên an toàn đã được đào tạo và cũng như là đủ tiêu chuẩn để đào tạo về an toàn, cũng đã liên tục bổ sung các cái nội dung cho nó phù hợp với các cái đối tượng, trong đó có cái đối tượng lao động trẻ của chúng ta. Vâng, có thể thấy là có rất nhiều những biện pháp cũng như là những giải pháp chúng ta đã đề ra để có thể cải thiện được cái nhận thức cũng như là ý thức của cái nhóm đối tượng lao động trẻ này, nhằm đảm bảo cho họ có được những cái an toàn trong khi lao động. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì có một bộ phận nhỏ ở những người lao động trẻ này thì vẫn chưa nhận thức đủ được cái tầm quan trọng trong cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Vậy thì theo ông đánh giá, nguyên nhân chính là do đâu? Hiện nay thì các cái nguyên nhân chính để gây ra những cái tai nạn lao động mà thống kê trong thời gian vừa qua đều chủ yếu là nguyên nhân chủ quan của con người. Thì trong đó, cái phần lớn khoảng gần 50% là do người sử dụng lao động chưa xây dựng các cái biện pháp an toàn đầy đủ, chưa cung cấp được những cái phương tiện hoặc là tổ chức huấn luyện hay là những cái tổ chức lao động phù hợp an toàn cho người lao động. Thế còn lại khoảng 20% cái nguyên nhân của các cái tai nạn lao động nghiêm trọng là do người lao động chưa chấp hành các cái nội quy quy trình và không sử dụng các loại phương tiện bảo vệ cá nhân được trang cấp. Nếu nhìn với các cái nguyên nhân như vậy, chúng ta thấy rõ ràng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Thế thì tại sao nó lại như vậy? Thì chúng ta cũng thấy là thứ nhất là chúng ta mỗi năm thì có gần 1 triệu người lao động trẻ, và có thể nói là trong nhà trường dù đã có đào tạo các nội dung về an toàn nhưng cái môi trường làm việc ở trong các doanh nghiệp khác rất nhiều so với môi trường đào tạo. Thứ hai nữa là cũng còn một phần rất lớn lao động trẻ của chúng ta khi bước vào thị trường lao động, khi bước vào nơi làm việc thì chưa được đào tạo nghề. Thế còn phần lớn cái nguyên nhân chủ quan là chính về phía người sử dụng lao động hiện nay là chưa trang bị đầy đủ những cái quy trình nội quy làm việc cũng như là các cái điều kiện làm việc khác cho người lao động. Có thể thấy là như ông vừa trao đổi thì một trong những nguyên nhân chủ quan khiến cho xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc trong cái đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động lại chính là từ phía người sử dụng lao động, đúng không ạ? Và có những cái nhận định thì cho là người sử dụng lao động lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết cũng như là thiếu ý thức của người lao động mà họ đã không trang bị đầy đủ về các cái trang thiết bị an toàn trong lao động. Vậy thì chúng ta có cái chế tài nào đối với những tổ chức, những người đang sử dụng lao động không tuân thủ theo quy định như thế không ạ? Hiện nay thì pháp luật đã quy định rất rõ là tất cả những người sử dụng lao động thì phải trang bị cũng như là cung cấp đầy đủ các cái điều kiện làm việc an toàn, bảo đảm cái quyền được làm việc trong môi trường an toàn cho người lao động. Hiển nhiên là hiện nay một bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta hoặc là các doanh nghiệp siêu nhỏ rồi là ở trong những cái làng nghề như tôi vừa nêu chưa có đầy đủ các cái nguồn lực, bao gồm cả về các nguồn lực về tài chính, đặc biệt là cái nguồn lực về con người. Một phần nữa thì người lao động của chúng ta cũng chưa nắm được hết các cái quyền và nghĩa vụ của mình, đặc biệt là lao động trẻ, do cái hiểu biết pháp luật, do cái việc mà thông tin tuyên truyền nó cũng chưa đầy đủ đến đối tượng lao động trẻ của chúng ta. Vậy thì trong thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh những cái giải pháp như thế nào để có thể nâng cao được những cái nhận thức cũng như ý thức của những người lao động trẻ trong cái việc mà đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với họ? Hiện nay thì lao động trẻ đang tập trung trong các doanh nghiệp và các cái khu vực làm việc mà phần nhiều trong khu vực khi kết cấu, thì chúng ta phải tăng cường cái nguồn lực đầu tư để thông tin tuyên truyền và cũng như hướng dẫn, và cái chất lượng của cái công tác thông tin và hướng dẫn đó cũng phải được đánh giá lại để đưa ra được những cái hướng dẫn an toàn nó cụ thể hơn đối với từng cái nghề công việc, bằng cả cái truyền thông, bằng cả cái việc là chúng ta phải in ấn những cái tài liệu, và các chương trình đào tạo huấn luyện cũng phải sát với cái điều kiện làm việc thực tế của người lao động, đặc biệt là đối với lao động trẻ. Và đồng thời nữa thì cùng các cái cấp chính quyền địa phương thì phải tăng cường công tác tuyên truyền cho người sử dụng lao động cũng như là phổ biến các cái yêu cầu của pháp luật mà người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhỏ đấy, trong các cái cơ sở sản xuất nhỏ đó phải thực hiện để cho đảm bảo cái điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.
Xin được cảm ơn về những thông tin cũng như những giải pháp mà ông đã đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng trong những thông tin đấy, quý vị và các bạn đã có thể tìm được những thông tin hữu ích cho bản thân. Và những người lao động trẻ hãy cùng chung tay với cộng đồng để có thể nâng cao được ý thức cũng như là kiến thức giúp giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc trong lao động. Chương trình An sinh xã hội kỳ này cũng xin phép nói lời chào tạm biệt tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.